lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. Đây là phong cảnh ở đảo Trường Sa. Mở bài, Trường Sa là một quần đảo của Việt Nam. Em đã được nhìn thấy quần đảo Trường Sa trên TV. Phần thân bài, tả không gian. Quần đảo Trường Sa là tập hợp rất nhiều đảo. Các đảo nằm chi chít lại với nhau trên bản đồ, nhưng thực tế phải mất nhiều thời gian di chuyển giữa các đảo. Theo thời gian, quần đảo Trường Sa sáng sớm và hoàng hôn đều chói lọi bởi ánh mặt trời chiếu vào mặt biển. Các đợt gió cả ngày liên tục thổi vào đảo. Ngày mưa bão, gió thường rất to và mưa nhiều. Cỏ cây thường phải mọc rất chắc chắn để chịu được gió thổi. Trên đảo thường thấy rõ nhất là mùa mưa và mùa khô. Theo không gian kết hợp với thời gian, những lúc lặng gió, cây cối sừng sững như những người lính. Lúc gió nổi, tán cây nghiêng mình như những cô gái múa ba lê. Những lá cờ tổ quốc lúc gió to phấp phới, quật phần phật. Kết bài, em yêu và tự hào về quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Em muốn kể cho các bạn nghe về vẻ đẹp của Trường Sa. Em sẽ tìm đọc thêm nhiều hình ảnh, bài viết giới thiệu cảnh đẹp ngoài quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp theo là một dàn ý nữa cho bài văn tả phong cảnh. Đây là dàn ý tả phong cảnh biển. Mở bài, nghỉ hè cả gia đình em cùng đi biển. Trên đường đi, em háo hức và mong chờ lắm. Sau gần một tiếng đi qua những dãy nhà cao tầng liền kề san sát, trước mắt em hiện ra cả một khoảng không rộng lớn. Thế là em đã được đặt chân đến bãi biển xinh đẹp. Phần thân bài, thân bài sẽ tả theo trình tự không gian. Bãi biển này thực sự vô cùng rộng lớn. Ý thứ hai, phía trên cao, bầu trời trong xanh, điểm xuyết những đám mây trắng lớn bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn ai thả lên đây. Ý thứ ba, phía dưới là bãi biển xanh biêng biếc mà mắt rượi. Không gian tiếp theo, mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch, rượt đuổi nhau dồn dập vào bờ, mãi không thấy chán. Ý tiếp theo, bờ cát ở đây mịn lắm, dẫm lên chân cứ cảm giác bị hút xuống phía dưới. Ý tiếp theo, dọc bờ biển, phía xa có những rặng dừa xanh biếc, rì rào trong gió. Ý tiếp theo, phía xa xa, lác đác vài cánh chim đang bay lượn tự do, đôi khi lại kêu lên vài tiếng lảnh lót. Phần kết bài, cuối ngày, mãi khi đã lên xe để trở về nhà, lòng em vẫn bịn rịn mãi. Mong sao thật nhanh đến ngày lại được đi biển cùng gia đình.